Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương về các chính sách mới, kiểm tra đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật ở các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2024. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các cấp trong tháng 8 này khẩn trương tổ chức các hội nghị quán triệt, tập huấn cho các đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các quy định mới của pháp luật về đất đai, về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản để hiểu đúng, đủ và thống nhất triển khai đồng bộ và hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm tạo sự đồng thuận trong thực thi pháp luật và giám sát thực hiện pháp luật.